là lần đầu tiên mình được tham gia công tác chuẩn bị Tết ở chùa. Thực sự thì những năm trước ở nhà, mình được xem những tin tức các Phật tử đưa về chuẩn bị Tết, các không khí ở chùa. Tâm của mình muốn mong ngóng làm sao mà có thể là về chùa ngay và luôn để được cùng hòa với cái không khí chuẩn bị rất là tưng bừng, náo nhiệt ở đây. Và năm nay là lần đầu tiên được về chùa tham gia vào công tác chuẩn bị Tết, thì mình cảm thấy nó rất là háo hức, có cảm giác có một sự chờ đợi, mong ngóng Tết đến thật nhanh để du khách về chùa là chiêm bái cảnh chùa được hoan hỉ, được vui vẻ. Mình thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc. Về đây lần thứ mấy? Em về lần đầu tiên. Hoan hỉ quá. Chị thì được về ở đây là cũng khoảng nhiều lần rồi. Hôm nay thì là thời gian là nhiều nhất. Mỗi lần chỉ được về có 3 đến 4 ngày thôi. Nhưng mà lần này thì xin ở làm 14 ngày để bó phước. Thì khi về thì đầu tiên cũng thấy nhớ nhà, nhưng mà mấy hôm làm việc thì thấy hoan hỉ quá, đây là nhớ nhà nó quên hết cả. Em lúc đầu chỉ xin 3 ngày, đi 3 ngày thôi, nhưng mà ở đây thích quá thôi, lại thêm 10 ngày nữa. Tôi thấy không khí chuẩn bị Tết ở chùa rất là nhộn nhịp, và các Phật tử chùa gặp nhau đây là cũng là một cái gì đó gọi là hoan hỷ, và rất vui được về chùa. Thời tiết mấy hôm nay thì là lạnh hơn dạo trước, nó rất lạnh, nhưng mà tinh thần mọi người làm rất hoan hỷ. Khi làm việc nó cơ thể vận động nên nó không thấy lạnh đâu. Các Phật tử khi về chùa mà làm các cái việc phận sự chuẩn bị Tết thì trên tinh thần hòa hợp, lục hòa. Làm việc gì thì cũng cùng nhau bàn bạc và cùng nhau thống nhất, và cùng nhau làm và trên tinh thần hội trì tam bảo. Anh cũng mong muốn là công việc được hoàn thành tốt. Anh em cảm thấy là những cái lúc mà làm như thế này nó có ý nghĩa. Anh rất là muốn công việc nó được trôi chảy và mọi người về vãn cảnh cũng như là về dân hương ấy, sẽ được ngắm những cái cảnh đẹp ở chùa Ba Vàng của chúng ta. Đối với các cái tiểu cảnh ở chùa ấy mà được trên sư phụ cùng chư tăng chỉ dạy và được sự hướng dẫn từ cô chủ nhiệm, thì bọn anh cũng rất là hoan hỉ khi làm các cái tiểu cảnh trang trí Tết, để mong muốn khi du khách thập phương và nhân dân Phật tử về chùa đều hoan hỉ, có cái duyên lành để kết duyên với tam bảo.